Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Người đã trở lại với kênh của mình nha, mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta đến với tuần thứ 2 ở bên server chung phiên bản 5.9 xem có gì nhá. Tuần thứ 2 này thì mọi người thấy không? Đây nó giống như kiểu một cái new feed ấy. Đấy. Đó, mọi người sẽ thấy bộ trang phục của Mobius sẽ được mở bán ở tuần thứ 2 phiên bản 5.9 nhé. Rồi, trước tiên thì chắc là mình sẽ đến luôn cái bên tiếp tế cho mọi người xem. Không phải lằng nhằng gì hết. Nó luật quá nhỉ. Bên tân thủ thì vẫn thế thôi. Mặc dù vàng khá là nhiều, rất là nhiều vàng luôn. Ok, còn đây là tiếp tế mở rộng nhân vật là Vinfire ở banner này thì nó giống như kiểu là banner của Silverwing ấy, mình cũng đã review ở tuần thứ nhất rồi, cho nên là chắc là mọi người cũng đã xem hết rồi. Đây thì là nhân vật DPS hệ lượng tử. Ron nhân vật sẽ nhận được trang bị luôn nhé mọi người. Ok, còn đây là tiếp tế chuẩn A. Tiếp tế chuẩn A sẽ là Trấn và Set Trấn phái của nhân vật này luôn. Lần trước thì mình cũng đã, ở tuần đầu tiên thì mình cũng đã để cái red đây cho mọi người rồi. Nhưng mà phòng trừ các bạn chưa có xem thì lần này mình vẫn sẽ để cái red ở đây cho mọi người xem nhé. Để mọi người biết là liệu có thể lệch red được ra những cái gì. Ok, bảo hiểm của nó sẽ là 50 nháy, chắc chắn sẽ nhận được một trang bị UP ở đây như kiểu là Trấn này hoặc là Tomic Boss. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn, nếu như các bạn run tiếp tế nhân vật rồi, tùy thôi, 150 nháy này, thường thường thì các bạn run 150 nháy thì sẽ có vũ khí rồi. Còn đây là tiếp tế chuẩn B. Tiếp tế chuẩn B sẽ có cái kế hoạch cuối với lại full xếp bờ cho thứ sinh ngân dực. Và mình sẽ để luôn cái đấy ở đây cho mọi người xem nhé. Ok, đây rồi. Ôi nhìn eo của Mobius hơi to nhỉ. Cái ad này cũng khá là ok, mỗi tôi là eo hơi to thôi. Rồi, ở tuần thứ 2 thì sẽ mở bán trang phục của nhân vật Mobius. Lần đầu tiên mọi người sẽ tổng cộng là mọi người sẽ phải run 10 lần thì sẽ nhận được bộ trang phục này. Nó cũng giống như kiểu là bất cứ những cái bộ trang phục váy cưới nào hoặc là mấy bộ mở bán. Đấy, tổng cộng thì mọi người sẽ run 10 lần thì sẽ nhận được bộ trang phục này nhé. Nó có cả cái tỷ lệ cơ đây này. Tỷ lệ ở đây nhá, như kiểu ở lần thứ nhất thì tỷ lệ của nó sẽ là 0%, lần thứ hai cũng sẽ là 0%, cho nên các bạn yên tâm là không thể nào mà run được ra sớm đâu. Đến tới tận lần thứ 6 là 1% nhá. Lần thứ 7 là 1,8, lần thứ 8 là 3,9, lần thứ 9 là 10,9%. Nó khoảng tầm độ 11%, nhưng mà tỷ lệ ra được ở lần thứ 9 nó cũng quá là thấp, 11% thôi. Cho nên là thôi thì cái bên tiếp tế này thì mọi người cứ xác định là cứ 9600 pha lê thì mới nhận được bộ trang phục này. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái hộp tiếp tế item, cái hộp tự chọn. Đây, cái hộp này thì sẽ gồm có 3 nhân vật là Arena Artemis, Hunter of the Void với lại VKE. Và có cả mảnh nhân vật luôn, mọi người có rồi hoặc là đổi mảnh nhân vật thì là được cả nhá. Và chỉ được 1 trong 6 vật phẩm này thôi, chỉ được chọn 1 trong 6 thôi nhá. Ở đây chúng ta có cả, cái này là người ta gọi là cái gì, cái dép đỏ. Cái này là cộng hưởng vết thánh, đúng rồi. Rồi, chắc chắn là mình ở với bản 5.9 cập nhật thì mình sẽ có video tiếp tế luôn và đó sẽ là ạc của mình luôn đấy mọi người. Và trợ chiến của chúng ta sẽ là Sirin. Sirin này thì kéo dài tới còn 5 ngày nữa cơ. Shop, ôi trời, chắc là shop cũng chẳng có gì đâu. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những event. Sẽ có thêm những event nào ở phiên bản ở tuần thứ 2 nhé. Mình thấy nó vẫn thế à, nó chẳng có thay đổi gì đâu. Trang phục của nhân vật Elysia. Trang phục của bé mèo Padoferit này. Đây là chương bao nhiêu nhỉ? Hình như là chương 31 rồi hay sao, hay chương 30 mình không nhớ nữa.
Với lại không biết là sắp tới còn có ra hơi chơi nữa không. Mình đang rất là phân vân. Hiện tại thì vẫn chưa có bản là beta test phiên bản 6.0, cho nên là nhộng thời gian thì mình cũng đã có review rồi. Ok, hết rồi mọi người. Ok, úi dồi, nice xử chưa? Đẹp quá mọi người ơi. Eo, mình kết nhất được cái con sứa này luôn ấy. Quá là đẹp luôn. Một bộ trang phục rất là đắt. So với cái bộ Haltest, cái gì? Dogs của Hơi Chơi Thunder ấy. Mẹ không nhớ tên của cái bộ đấy là gì nữa, nhưng mà cái bộ... À, chắc là mọi người cũng biết rồi đấy, cái bộ xanh xanh đó, à nhầm, cái gì nhỉ, cái bộ neon đúng rồi, rất là nhiều đèn nháy của Hơi Chơi Thunder. Thì mình thấy bộ đấy với lại bộ này thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Bộ kia thì mọi người chỉ cần tốn 3k pha lê là có thể sở hữu được rồi, còn bộ này thì rất là đắt, nhưng mà nó thay đổi hiệu ứng khá là nhiều và công nhận là nó cũng rất là đáng để mọi người bỏ tiền ra để mua. Còn đây là bộ trang phục của bé mèo Paraferis này, mèo can. Ok, ủa còn gì để review ông ta? Để video này bớt ngắn thì chắc là mình sẽ review luôn cái shop Battle Bat ở phiên bản 5.9 này cho mọi người xem nhé. Cái shop Battle Bat này thì nó cũng không thay đổi quá là nhiều so với phiên bản 6.0 đâu. À nhầm, phiên bản là 5.8 mà mọi người đang được trải nghiệm ở bên Severseer. Sắp tới thì sẽ cập nhật lên phiên bản 6.0 thì mình nghĩ là sẽ thay đổi đấy. Đó, ở cái shop Battle Bat này thì mọi người thấy nhân vật chính của chúng ta đó chính là Dientora. Chắc chắn là sẽ kèm theo chấn và full set XP attribute. Nhưng mà lúc mà Elysia được cho vào shop Battle Bat thì lại không hề có set Elysia và cây hoa của quá khứ. Mình kiểu hoang mang bách trưởng. Gần như là Valkyria nào vào shop Battle Bat thì cũng có chấn kèm theo, nhưng mà riêng Elysia thì không. Trời ơi, có một sự thiên vị gì ở đây làm cho Elysia của mình bây giờ full set rồi, top mid boss có hết rồi, mỗi tội chấn thì không có. Thế là thôi, cất thôi. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thêm bộ thủy kính và cây cánh diều thân thờ. Đó, ở phiên bản 5.9 thì chúng ta sẽ có thêm, có thể mua thêm 20 mảnh. Đúng không? Đúng rồi, 20 mảnh nhân vật Dientora nữa. Ở phiên bản 5.8 là 20 mảnh. Vậy tổng cộng hai phiên bản chúng ta có thể mua được tối đa là 40 mảnh nhân vật Dientora này. Tinh thể màu xanh, mảnh nhân vật Dientora. Đó, shop quân bị tác chiến và quân bị tinh anh. 720 pha lê, 9 mảnh tinh thể và 5 mảnh nhân vật Dientora. Còn khi mọi người mua BP đỏ ấy, thì mọi người sẽ nhận được thêm 15 mảnh Dientora với lại 2 cục tinh thể màu xanh nữa. Một cái là giá 200, một cái là giá 400.000 Việt Nam đồng ấy. Rồi, còn chưa nhận luôn, thôi để mình nhận luôn cho. Ok mọi người, bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Các bạn muốn mình làm video gì có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.